Hôm nay các mẹ đã đi bổ sung vitamin A cho con chưa? Ngoài việc bổ sung vitamin A từ các loại thực phẩm, thức ăn hàng ngày, hàng năm thì Bộ Y tế có tổ chức 2 đợt uống vitamin A miễn phí. Đó là mùng 1, mùng 2 tháng 6 và mùng 1, mùng 2 tháng 12. Nếu mà mẹ nào không biết cái lịch này thì thực sự là rất thiệt thòi cho các con luôn. Hôm nay đợi sắn ngủ dậy, trong thời gian đó thì mình làm bữa phụ cho con. Hôm nay mình làm món súp với cả bí đỏ và cà rốt. Hai thực phẩm này đều là hai thực phẩm rất tốt cho mắt, bổ máu và có nhiều vitamin A. Món này sẽ rất ngon nếu có bánh mì được rán giòn. Các mẹ cắt bánh sandwich nhỏ ra để trộn vào súp làm topping ăn kèm nhé. Về phần súp thì chúng ta sẽ phi thơm hành tây với cả bơ. Khi mà hành tây thơm rồi thì mình sẽ cho cà rốt và bí đỏ vào, đảo một chút cho săn lại. Sau đó mình sẽ cho một ít nước xâm xấp cái mặt rau củ này và hầm trong khoảng 15 phút là chín nhừ nhé. Sau khi mà hầm chín nhừ thì chúng ta sẽ cho vào cái máy xay để xay. Chúng ta sẽ xay mịn cả nước cả cái. Đối với các em bé trên 1 tuổi thì các mẹ có thể sử dụng một ít gia vị để cho nó cân bằng vị và đậm đà hơn. Còn đối với các bé 1 tuổi thì chúng ta sẽ ăn trực tiếp và không cần thêm gia vị các mẹ nhé. Sau khi xay xong thì mình cẩn thận, mình đã cho vào nồi và quấy lại để đảm bảo là đồ con mình ăn luôn được sạch sẽ và chín. Bây giờ thì chúng ta sẽ đổ ra đĩa hoặc là bát, sau đó thêm topping là bánh mì vào. Nếu mà bạn nào mà có vụn dừa như nhà mình thì thêm vào nhá, bởi vì thêm vụn dừa thì rất là thơm và ngon luôn. Lại nói về cái việc bổ sung vitamin A thì chúng ta cần phải có cái giấy mời như thế này. Nếu mà các bạn ở nhà bình thường thì chúng ta sẽ ra xã phường để xin, còn bạn nào ở chung cư thì đi xuống ban quản lý nhá. Ok, uống vitamin A xong rồi chúng ta về nhà ăn súp thôi nào. Mẹ nào mà chưa cho con đi hôm nay thì ngày mai nhớ đi xin giấy và đưa con đi uống ngay đi nhá.